Tính từ tháng 4 năm 2022 đến nay, một doanh nghiệp đã ngang nhiên đưa xe cơ giới sàn lấp, múc hồ chứa nước đắp đập chặn dòng suối đắc tua trên địa bàn xã Cư Pui, huyện Trung Bông, tỉnh Đắk Lắk để làm thành khu nuôi cá tầm một cách công khai trái phép. Theo ghi nhận, một diện tích lớn đất nông nghiệp nằm cạnh suối đắc tua bị đào xới, thay đổi hiện trạng, bị múc sâu xuống để tạo thành một hồ chứa nước trong khoảng 6.000 m2. Cũng tại khu vực suối đắc tua, một con đập bằng đất đá trong khoảng 2 m, dài hơn 5 m, đã được hình thành để chặn dòng dẫn nước vào hồ chứa. Một bờ kè đất lớn cao khoảng hơn 2 m chạy dọc theo suối cũng được dựng lên. Theo người dân canh tác tại khu vực suối Đất Tua, việc đắp đập ngăn dòng chảy của dòng suối sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa và hoa màu ở cánh đồng phía Hạ Du vào mùa khô. Nhất là với bờ kè sát suối mà chủ đất dựng lên khi lũ về sẽ làm cho nước không tiêu thoát kịp và gây tràn vào đất của nhiều hộ dân đang canh tác lân cận. Ông Nguyễn Minh Nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Bùi cho biết, khu vực bị san lấp đầu sới chính là của ông Nguyễn Văn Toản, hiện là chủ một doanh nghiệp nuôi cá tầm quy mô lớn ở xã Giang Mao, huyện Trung Bộc. Theo Nguyễn Minh Nghiệp, ông Toản có làm hồ sơ xin cấp thẩm quyền xây dựng khu nuôi cá tầm với diện tích 2 hecta tại địa phương. Trong thời gian chờ cấp phép, địa phương đã tạo điều kiện cho ông Toản múc hồ nuôi thả trước vì sợ mùa mưa không lập được. Tuy nhiên, trong quá trình múc hồ, ông Toản đã tự ý đắp đập ngăn suối và địa phương đã yêu cầu cho dừng hoạt động. Còn phòng tài nguyên môi trường huyện Trung Bông cho biết khi tiến hành kiểm tra khu vực đất của ông Nguyễn Văn Toản đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, khoáng sản và tài nguyên nước. Do đó, đơn vị cũng đã có đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Trung Bông chỉ đạo công an xác minh xử lý.